Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim bạn drop nhận được 460 đồng token Scoop Prize. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng tổng cung là 10 tỷ. Đã có 1.309 tài khoản holder và đã phát sinh 2.929 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.drop.net. Nên truy cập website được mình đã phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1 sao chép quan sát. Bạn có thể sử dụng nút copy ở đây. Quay sang ví MetaMask hoặc ví suốt Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ ví token vào ví giúp mình. Cách tiếp theo, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.drop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token nha. Chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 13 ngày nữa. Thì ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua cái đồng này để cho cơ hội ít nhiều lần tài khoản nhé. Rồi để các bạn để bạn có thể bỏ số vốn nhỏ ra để mua nhé. Vì tất cả các ví của mình thì mình mua không quan tâm tới cái giá trị. Tất cả nếu mà các bạn đã tham gia vào cái thị trường điện tử này thì hãy đầu tư dài hạn chứ đừng nóng vội mua và ấy và bán ngay nhé. Rồi thì mình các bạn có một thể bỏ một số vốn nhỏ ra để mua đây. Còn các bạn muốn claim thì các bạn nhấp vào đây, claim drop đây, nhấp tiếp theo kết nối với ví. Rồi khi ra là 0.00055 BNB nhấp xác nhận này. Rồi đây là trang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Lama Đào Tát nhất để cập nhật thông tin về kỹ thuật và tốc mới nhất được người cập nhật trên trang web nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Metalo, MXC, OPEC, Hobby và người tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn là nhận được đồng tốc cần scopy với 3.7 đồng tốc cần scopy. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách bật đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha để cập nhật video mới nhất. Video xưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.